Kính chào quý khán giả, thưa quý vị, lịch sử cận đại miền Nam Việt Nam vào hầu bán thế kỷ thứ 20, cái thời gian chuyển tiếp giữa nền đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa là một cái giai đoạn phải nói là loạn lạc, kể từ sau khi các tướng lãnh tổ chức đảo chính lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm, và tiếp đó là các cuộc chỉnh lý thay đổi nội các liên miên. Và vào cái thời điểm đặc biệt như vậy thì trên chính trường lại xuất hiện một cái nhân vật trẻ tuổi, chúng tôi muốn đề cập đến Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ trong vai trò là Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, tức là Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 1965-1967. Thưa quý vị, Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ là một cái nhân vật gây rất nhiều tranh cãi mà cho mãi tới tận bây giờ, tức như là 10 năm sau ngày ông qua đời. Và để có thêm những cái tài liệu lịch sử nghiên cứu về một cái giai đoạn của miền Nam Việt Nam lúc đó, cũng như về cái nhân vật đứng đầu nội các chiến tranh là Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, tôi đã có dịp phỏng vấn và tiếp chuyện nhiều lần với Thiếu tướng. Và lúc đầu thì tôi thực hiện một cái cuộc phỏng vấn với tư cách là một nhà báo, nhưng sau đó nhờ có thời gian gặp gỡ nhiều lần trong giai đoạn từ năm 2008 cho đến 2010, thì những cái câu chuyện Thiếu tướng trở nên là những cái chuyện mà gọi là tâm tình bên lề hay là màn đạp. Và cũng nhờ vậy thì qua những cái giây phút tâm tình đó, Thiếu tướng mới kể được những cái chuyện để bộc lộ cái tính cách con người của ông. Và chúng tôi chia những cái phần phỏng vấn và cái tâm tình này ra làm nhiều cái trích đoạn, mỗi một trích đoạn khoảng từ 10 cho tới 40 phút, tùy theo cái nội dung và tùy theo cái chủ đề, từ lúc Thiếu tướng còn là thời thơ ấu cho đến lúc đỉnh cao quyền lực. Và thưa quý vị, để các cái chủ đề chính trị như thế này bớt khô khan thì chúng tôi đã đưa vào những cái phần chuyện bên lề mà Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ kể lại. Có một số chuyện Thiếu tướng nói là chưa hề tiết lộ với báo chí, chẳng hạn như những cái hai cái trích đoạn chúng tôi mời quý vị xem sau đây, là một cái trích đoạn nói về một con người trong sạch khi Thiếu tướng Kỳ tự nhận mình là người trong sạch bẩm sinh, và một cái trích đoạn nói về các cái chuyện bên lề về ngoại giao. Thì thưa quý vị, vào thời điểm 1965-1967 đó thì một số các nguyên thủ quốc gia đã gọi Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ là strongman, tức như là nhân vật quyền lực ở trong tay, hay là gọi ông là number one trong số các cái lãnh tù ở miền Nam Việt Nam, và thậm chí là để chiều ông thì Tổng thống Philippines trong một cái lần hội nghị với các nguyên thủ quốc gia đã tổ chức đá gà ngay trong dinh Tổng thống, là cái môn mà Thiếu tướng Cao Kỳ là thích. Thì mời quý vị xem hai trích đoạn sau đây. Ở đó thì tôi cũng phải nói thêm là này, khi mà cái gì mà dính tôi nghĩ tới ngoại giao đó, là tôi rất trọng vấn đề nghi lễ. Bởi vì nếu mình không giữ được những cái gọi là nghi lễ tối thiểu của một cái nền ngoại giao, của một cái đường lối ngoại giao đó, thì mình sẽ bị cái thiên hạ họ nhìn mình như là một anh, hiểu không? Chậm tiến ngay à? Từ cách đi đứng ăn mặc hay cái gì đó, anh hiểu không? Nó quan trọng lắm đó. Có một cái chi tiết mà hồi đó là bên Philippines đó, là đón phái đoàn của Việt Nam Cộng Hòa, là trong đó có Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu và Thiếu tướng Nguyễn Kỳ, lúc đó là cả hai vị đều đi luôn. Mà cái báo chí đó nói câu này hay, là hồi đó ông Marcos cũng làm tổng thống đó, cái vấn đề nghi thức đón đoàn Việt Nam làm trong nhức đầu. Nhức đầu làm sao? Tại vì trong đó có hai vị đi, mà ông Thiệu trên nguyên tắc là ông là Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia cũng cao hơn, nhưng mà Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ là người mạnh,
Tất nhiên là cái ý hàm ý nói là thiếu tướng là người cầm quyền, đúng, nắm thực lực trong tay, đúng, thì cái vấn đề mà nghi thức ngoại giao làm sao cho nó hợp lý, ừ, đó là cái tôi đọc một khúc đó tôi thấy đúng là lúc ngay ông và tất nhiên đó, ở những cái chuyến đi như vậy đó thì tôi cũng thôi để cho nó đẹp á, để đi hai ngày cũng được, cũng như là cái hội nghị Honolulu với ông Mỹ đó, cũng hai người. Thế nhưng khi mà chẳng hạn lấy cái chính là học với ông Johnson, thì vào đầu là cái người mà nói, tức là bài diễn văn nó chính đó, thì phía Mỹ là ông Johnson, nhưng phía Việt Nam là tôi. Đó. Thì ông hiểu, ông Thiệu ông cũng hiểu chuyện đó, ông là ngồi làm bì thôi, thành ra không có vấn đề. Với có thể là ông Thiệu ông cũng không muốn nói gì như tôi nói trách nhiệm nhiều quá, ngồi hưởng cái đó nhá. Thế thì sang đây bên Marcos cũng có, đối với tôi nó có vấn đề là như này, và ông Bùi Diễm lúc đó là như là ông phụ tá đó, đại sứ phụ tá. Thì sang cái là ông mà thiếu tướng ơi, có những cái request xin của báo chí ngoại quốc xin phỏng vấn này. Thì tôi có nói, tôi còn nhớ tôi bảo nói với họ là phỏng vấn ông Thiệu, ông là number one mà, ông là số một. Thế thì ông Diễm cũng bảo tôi biết, nhưng mà báo chí nó cũng biết ai là người số một, cho nên nó chẩn trách phỏng vấn ông thôi. Đấy. Hay là một chuyện nói ông Park Chung Hee, cái lần ông ấy sang thăm cái đơn vị Bạch Mã hay là Bạch Hổ thì có ông ấy, sư đoàn Đại Hàn á. Thế thì bữa đó mới thì tụi tôi đi cùng đi với ông đi thăm, thì đi chuyến máy bay của Đại Hàn của ông Park Chung Hee. Thì ông Park Chung Hee ngồi cái bàn này, ông Park Chung Hee tôi với ông Thiệu. Ông Park Chung Hee thì tiếng Anh Lê ông ấy nói ít lắm. Ông đó ông ấy có tự hái dân tộc, ông không thèm học tiếng Anh Lê. Thế ngồi uống nước thì tự nhiên ông Park Chung Hee ông chỉ tôi mà, you Korean people like you, we think you are number one. Mà nói trước bạn ông Thiệu. Thế ông này ông Cù Châu lắm. Thế nên mình lại, tôi lại, no. He's number one. Thế ông kêu, no, you are number one. Là bật mặt. Cứ thế thôi. Đấy. Thế cái tình trạng đó là có thật. Thế cái sang Manila biết cũng vậy. Người ta biết rõ ra. Người ta biết hết. Chứ. Thế nhưng mà đấy, nói chuyện Manila. Thì tất cả ở cái, tôi nhớ là cái Manila Hotel. Thì khi tôi vào tới nơi, tôi lên phòng mở cửa soi ra nhìn thì thấy ở ngoài hàng rào đó, nó cũng không xa lắm, nó cũng gần đó, thì là có tụi Philoton nó biểu tình. Tôi cũng không nhớ rõ là mấy chục hay mấy trăm nữa, vua hết, nó đà đảo, nó chống mình. Thế tôi quay lại cái ông sĩ quan tùy viên của Phi Luật Tân. Tôi bảo mấy người này làm này ồn quá, tôi không ngủ được. Tôi yêu cầu chính phủ giặt. Thế anh trả lời này, anh bảo dạ thưa ngài, xứ này dân chủ. Chúng tôi không làm gì hơn. Tôi bảo anh nói dân chủ. Anh làm ơn nói với tổng thống của anh, nếu trong 15 phút nữa tôi không thấy cái chuyện này dẹp để tôi ngủ, thì phái đoàn Việt Nam tôi sẽ đi ra phi trường và đi về lại Việt Nam. Bởi vì đây không phải vấn đề dân chủ. Đây là vấn đề nếu tôi là phải tiếp khách, thì tôi phải bảo đảm là thượng khách của tôi được yên, ổn và không bị khó chịu. Này. Anh nghe rõ chưa? Anh gọi tổng thống của anh và nói 15 phút nữa mà không thấy dẹp mấy người này là tôi đi về. 15 phút sau nó dẹp hết. Thì đấy, cái nghi lễ ngoại giao. Đúng ra là mình không có quyền mình nói gì, nhưng mà tùy từng trường hợp. Anh hiểu. Và khi mình đòi hỏi đúng, bởi vì anh đừng có dạy tôi, không để một cái thằng, hiểu không? Sĩ quan lăng nhăng của Phi Luật Tân mà nó dạy mình bài học về dân chủ hay là độc tài. Tôi mà tiếp khách ở nước tôi, ở nhà tôi là sẽ được ăn ngon ngủ yên, không có chuyện phá đám, nghe rõ chưa? Chưa kể là còn nói chuyện cái buổi đó,
là cái có một đêm rồi cũng gần như xong hội nghị thì ông bà Marcos mới tổ chức ở trong công viên Dinh Độc Lập một cái gọi là đêm hoa đăng, tức là mọi người tới họ đã may đo rồi may cho mỗi người mặc cái áo sơ mi mà quốc lễ của họ đó, cái sơ mi thôi nhưng mà may. Thế thì họ muốn nói cái đêm hoa đăng là thì xin mời tất cả các quý vị nguyên thủ 8 nước tất cả là đều mặc cái bộ phục đó để đi dự lễ. Rồi mọi người tới bằng xe ngựa rồi xe hoa làm ghê lắm, kiểu như vua chúa Tây Ban Nha đó. Thế nó có một cái chuyện cái incident nhỏ tôi cũng kể lại cho nó vui. Thế thì ông Johnson, ông Thiệu và tất cả mọi người đều đêm đó đi mặc cái áo đó hết. Khi tôi tới thì tôi thấy chỉ có tôi và ông Park Chung-hee là mặc vest tông cravat thường thôi. Cái tôi cũng không nói gì nhưng mà ông Park Chung-hee ông nhìn thấy ông mới lại ông chỉ thôi bảo ê, thế anh ông cũng như tôi mặc cái áo này. Đúng rồi, ông mà áo kia của Phil Lawton thì sao mình lại phải mặc áo Phil Lawton. Nhưng mà cái ai ở trong Marcos rồi đó, họ chiều tôi lắm. Thì đi ở trong vườn Thượng Nguyện, ăn uống xong rồi thì nó có những cái kiosk, nó gọi là cái gì, mấy cái lều đó. Để cái chỗ thì bày bán những đồ hàng thế này để cho quan khách xem như là hội chợ đó mà. Thế thì ông ta biết là tôi thích đá gà, thì ông ta lại làm một cái trường gà nhỏ. Thế là khi đi ăn cơm xong ra thì bà Marcos bảo ê, mời các bà lại đây để cái này thú của ông Kỳ này, tưởng cái gì là đá gà. Mà đá gà Phi Lô Tân nó đá gà bằng dao cạo, nó lấy manh xà lam nó lắp vào là hai cái chân con gà, thành khi nó nhảy han gà nó giao nhau chỉ pặc pặc hai cái là nó chém đứt cổ nhau chết rồi máu nó chảy. Tôi còn nhớ bà tổng thống rồn rồn ui, rồi bà quay lại tôi sao ông chơi cái trò mà độc ác. Có thể nói đấy, trong tất cả cái hội nghị Việt Nam là tất cả mọi người họ chỉ có chú trọng tới tôi thôi. Bởi vì họ biết mình là người thực quyền. Và có lẽ bởi vì cái con người họ thích hơn. You're a strong man. Không strong man nhưng mà tại có thể là họ thích hơn. Ông Thiệu thì anh biết rằng ôi, ngậm miệng ăn tiền, nói chuyện. Tới lúc chết rời khỏi cõi này, cái tâm vẫn là làm cho nó đúng cái tâm của mình, để cho chính mình khỏi phải tiếc nuối hối hận hay là xấu hổ về mình, thế thôi. Còn thiên hạ tôi nói đến chuyện nó trong sạch, cái Mỹ mà nó làm cuốn sách với tôi nó xấu chân lắm. Ông là người trong sạch nhất nhân loại chứ không phải ở Việt Nam. Tôi gọi nó cứ bảo tôi buôn lậu làm gì. Khi mà tôi nhận chức chủ tịch thì ở trong cái quỹ của hành pháp của thủ tướng từ thời ông Diệm để lại có một cái quỹ mật từ thời ông Liệm, quỹ đen nó gọi là quỹ đen. Về sau tôi mới hỏi là lấy ở những thuế chuyển lua ngựa mới là cờ bạc cái gì tôi không biết anyway. Mà tôi cũng không biết đó. Thế nhưng mà giờ người tránh văn phòng của tôi thì trong vụ bàn giao đó thì nó mới cho tôi biết là đây bây giờ còn cái quỹ mật của thủ tướng là 47 triệu Mỹ kim mà năm 65 ấy nhá. Mà ông ta nói rằng đây là quỹ riêng của thủ tướng và ông muốn tiêu bao nhiêu ông tôi muốn làm gì, không có ai, không có luật lệ nào đòi hỏi ông. Nó có quỹ đen. Mà cái ông tránh văn phòng bây giờ còn sống, đại tá Phan Văn Minh ở Pháp.
Mọi người có thể trách ông là chưa bao giờ tôi bảo lấy cái quỹ đưa cho tôi một đồng hay là chuyển sang công dân băng của tôi thì không một đồng. Chỉ có cái như tôi nói hôm qua là các đơn vị hoặc các anh em nào nghèo khổ mà nó biết tới tôi, nó tiếm tôi bảo ok, nó lại ký cái sách thì lấy cái tiền ở cái quỹ nó ra cho. Đến nói cái bà vợ cũ tôi là cái bà Đặng Tuyết Mai, bà ấy có bữa rồi bà ấy gây gỗ tùm lum với lại cái ông Chánh Văn Hoàng là đi hòa đàm ba lê đó. Thì bà ấy nói với Chánh Văn Phòng là bây giờ phải cho tôi tiền để tôi mua quần áo, rồi phải có tiền riêng để lúc tôi đi rồi có người cắt tóc cái gì đại khái như vậy để tiêu pha chứ. Thì ông Chánh Văn Phòng ông bảo dạ thưa cái này thì phải hỏi thiếu tướng. Thế bà này bà ấy biết, bà này bà ấy biết, bà hỏi ông tướng thì ông không cho tôi xu nào, hỏi làm gì. Thành rút cục tôi cũng không biết tới chuyện đó, nhưng mà rồi rút cục anh kia anh nghe nói như thế, hình như đâu nó đưa cho bà có mấy chục ngàn, bà tức quá à, đây cái gì mà ít tiền. Thế anh kia mà giả thưa đại khái đến những chuyện đó để cho anh thấy nhé. Riêng cái quỹ mật đó tôi có hạt cả hàng chục triệu rồi. Thế nó cứ nói tôi đi buôn lậu để làm chứ. Chưa kể là anh thấy những tụi xì thầu, những tụi làm ăn đó, khi nó cứ chạy vào nó chỉ xin tôi để mà được nó đưa tiền cho tao. Rồi có những tên cơ bản này thôi nhá. Tôi hiểu, nhưng mà tôi bỏ qua. Nhưng mà nếu mà một lần thứ nhì nữa đó, mà anh lại tới anh đề nghị là tôi bắn anh nhá. Từ đó nó mới hết cái chuyện, không thằng nào dám tới gần tôi để mà đồn nhau, nó biết rồi, nhất là sau khi tôi bắn cái thằng Tạ Vinh. Anh biết cái vụ Tạ Vinh đó, nếu tôi cần đó, thì riêng cái vụ đó tới cả trăm triệu rồi. Gia đình đó này, rồi tụi Đài Loan này, tụi sứ quán này cứ tới bảo xin, nó cứ tưởng là mình làm thế để mình lấy tiền. Thì riêng chỉ những cái vụ lẩm cẩm đó, cái gì tôi kiếm cả trăm triệu dễ dàng. Việc gì mà cương vị tôi phải đi buôn lậu, nó nói ngu như thế mà nó cứ nói thật. Cả đất nước, cả tất cả mọi sự viện trợ cái gì là trong tay một mình tôi một trợ. Việc gì tôi phải đi buôn lậu, buôn lậu cái gì mới được chứ. Thế nhưng mà đây để nói rằng tất cả những cái hành động nó không phải là tôi phải tâm luyện hay là tôi phải cố gắng để học hỏi để đi vào con đường không. Tôi hành động một cách rất tự nhiên như vậy. Đó, vì vậy tôi vẫn nghĩ là trời sinh con người là tôi không biết giá trị đồng tiền mà tôi không tham tiền. Chứ còn nếu thật tôi tham tiền đó, thì có đạo đức, đạo lý gì cũng vậy, anh hiểu không? Cái gọi là temptation, cái sự gọi là hấp dẫn của đồng tiền nó kinh khủng lắm. Làm sao mà ai mà có thể mà ham tiền mà có thể chống lại được, cưỡng lại được. Bởi vì anh không cần phải đi tìm, anh không cần phải xin, nó tự động, anh chỉ cần đừng có xua tay nói không thôi. Là tự nhiên nó cứ đi tới, nó xếp hàng ở cửa trước, cửa sau Đình Độc Lập để nó sẵn sàng đưa tiền cho anh. Rồi những cái thằng, như hồi đó thằng Suzuki nó định làm, xin phép để làm một cái xưởng để làm cái xe gắn máy. Rồi nó qua, xin lỗi qua cả mấy ông thượng tọa như này. Rồi nó bảo nếu cho phép nó làm nó sẽ biếu cái này cái nọ. Tôi bảo khỏi, cứ việc đưa vào đây chúng tôi đang cần, làm tử tế tôi cho phép, khỏi mất một xu. Rồi còn những chuyện lặt vặt như là những người mà cứ bị kết án là làm ăn cho chế độ Ngô Đình Diệm nó bị giữ tài sản, giữ tài sản đấy chứ. Hôm nay thiếu tướng nó lại có cái tin là thiếu tướng nó trả lại cái tài sản đấy, tôi trả lại hết, tôi trả lại, nhưng mà lại cả của công giáo rồi, nhưng mà của cả tư nhân á, thì cũng lại cứ mang hồ sơ tới đưa qua bà vợ tôi này cho để đông sương ban đêm. Rồi cứ nói là nếu mà trả lại thì sẽ cho bao nhiêu tiền. Tôi nói bà vợ tôi này, đừng có bao giờ để những hồ sơ này ở đầu giường đấy nhé. Để thì đưa ra văn phòng đàng hoàng là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì đó, cứ việc đàng hoàng, nếu mà là oan tôi trả lại hết, không có lấy một xu. Mà đừng có đề nghị mà cho tiền là bỏ mẹ đấy nhé. Tôi có thể nói với anh rằng bao nhiêu năm như vậy
hỏi mấy anh em từ những anh mà được cử lên chức hay là được xanh này sang nọ, phi công được sang Air Việt Nam, chưa thằng nào, chưa anh nào phải biếu sẵn cho tôi tới một đồng xu. À, ngày hôm nay tâm tôi vô tư mà tôi ăn tôi ngủ được là bởi vì tôi không có một cái tì ám nào mà tôi phải suy nghĩ ở trong óc hay trong tâm của tôi về cái chuyện tôi đã hại người hay tôi đã ăn cắp hay là hối lộ. Thì tôi nói thật cái này, một điều đó là tôi công khai và tôi trách tất cả nhân loại này tìm ra được một cái chuyện nói là tôi đã ăn cắp của người nào. Thì tôi có thể nói riêng ở cái điểm đó, những người cầm quyền ngày hôm nay không anh nào có thể mà dám nghĩa là lên mặt và nói chuyện thượng phong với tôi được hết. Thấy không? Cái sự thật là như vậy. Họ là tì nhám vết nhiều thứ lắm. Tôi không có đâu. Thế nhưng mà đấy, người dân nó vẫn là bạc và dân, bất nhân là lính. Mình ăn cắp thì rất là nó chửi thật tệ. Mà mình không lấy để ngày hôm nay mình không có giàu sang như chúng nó. Nó lại dè biểu, nó bảo ngu này, cho con biết làm tiền mà không làm. Chứ đâu con nó có appreciate cái chuyện. Hả? À, tôi biết chuyện đó, nhưng mà tôi không biết, tôi nghe đấy. Nhưng mà tôi cũng chẳng bực tức, mà tôi cũng chẳng thèm cải chính. À. Anh bảo là tôi con người đến như thế đó. Thì hỏi rằng cứ bảo người này người nọ hiểu tôi, làm sao cái anh hiểu tôi nói? Sao hiểu nói? Một người ngồi như vậy mà không lấy tới một đồng xu, mà ra đi bây giờ đến nỗi người cộng sản bây giờ ngồi nói chuyện hỏi thế. Võ Văn Kiệt với Võ Viết Thanh bữa hỏi tôi thế thì nói chuyện về đất nước xong mới hỏi chuyện cá nhân, hỏi thế thì lúc trước 75 nhà anh Kỳ ở đâu? Ở trong Đài Phi Long. Không thì tôi bảo là tôi ở trong Tân Sơn Nhất và cái nhà cuối cùng là Dinh Độc Lập. Võ Văn Kiệt bảo không không, tưởng là tôi hiểu nhầm. Không, nhà riêng của anh cơ. Thì tôi bảo giả thơ thì tôi chưa bao giờ có nhà riêng. Bởi vì chưa bao giờ tôi có sở hữu tới một thước vuông đất. Thì làm sao mà tôi có nhà riêng được? Võ Viết Thanh ngồi bên cạnh, ủa thế anh mới là chính công vô sản. Tôi bảo ủa bây giờ các anh mới biết à? Đấy chính người vô sản cộng sản mà ngày hôm nay ngạc nhiên. Làm sao một người như tôi mà như vậy không có lấy một căn nhà. Chứ đừng nói là có tiền bạc triệu hay tiền ức nữa. Mà trong khi đó tôi làm, tôi cho đất, tôi cho làm vay tiền làm nhà cho các anh em. Khi tôi cho làm cư xá không quân đó, thì anh em tự nhiên nó cũng bình thường, nó nghĩ tôi, tụi tôi tính mẫu đất này để cho ông tôi, không, không, không. Đây là tôi cho các anh nhé. Chứ không phải giờ tôi cho tôi hết tất cả nhé. Ngay cả lon tôi cho Cao Văn Viên lên đại tướng, tôi vẫn giữ lon thiếu tướng. Bởi vì tự mình cho mình mà lấy của đất nước cho mình là không phải con người đâu. Đấy. Cũng như tiền bạc của cải của người dân của người ta mà bây giờ mình đòi hối lộ, mình đòi lấy, cái chuyện không bao giờ tôi có thể làm được chuyện đó. Mới lại thật ra không bao giờ tôi nghĩ tới là tôi sẽ làm những chuyện đó. À, chứ không phải là ôi nói rồi tôi thèm lắm, nhưng mà tôi học đạo đức ông Khổng là nó phép đã thèm rồi đó, và cương vị đó là không có đạo đức Khổng nào mà có thể ngăn cản được anh đâu. Bởi các anh chưa ngồi ở, có lẽ bây giờ tôi nói như vậy thì chỉ có những Nguyễn Tấn Dũng, Phan Văn Khải hiểu được thôi. Bởi vì anh ngồi ở những cái chuyện đó, ở cương vị đó. Anh chỉ có một chút ham muốn thôi là không có cái gì giữ được anh hết. Và bây giờ tôi mới hiểu, nghĩa là cái người ăn lê nó có cái câu, có cái chữ nó nói là power thì corrupt. Quyền hạn sẽ làm hủy hoại con người. Mà quyền hạn nghĩa là absolute đó, là còn hủy hoại con người toàn diện. Mà lúc đó cái quyền hạn của tôi là chủ tịch hành pháp để sau khi giặc Phật giáo là absolute power. Tức là một mình một trợ, không có hiến pháp, không có luật lệ, tự tôi muốn làm ra, viết cái gì ra thành luật. Đấy thế. Ở một cái cương vị quyền lực bình thường là đã bị nhiều cái nó gọi là hấp dẫn đó, ma túy rồi. Mà cái cương vị gần như là một ông vua của một thời có thể nói gần như là tần thủy hoàng đó.
mà vẫn giữ được con người sạch, không bị ám ảnh, không bị ma túy. Tôi nói thật đó, tôi là con người khác thường. Tôi nói tôi giỏi nhé, bởi vì không phải những điều đó tôi huấn luyện tôi mà, hay tôi nghe ai mà tự nhiên. Bản chất, bản chất trời sinh, Phật sinh tôi đã có cái tâm như vậy và tôi hành xử như vậy.